là diễn viên quen mặt với khán giả trên phim Việt Giờ Vàng, Hồng Diễm từng đảm nhận rất nhiều vai diễn làm mẹ. Trong đó không thể không nhắc đến Khuê ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Trong bộ phim này, Hồng Diễm có hai cô con gái cực đáng yêu, cô con gái lớn do diễn viên nhí Hồng Nhung đảm nhận. Càng lớn, Hồng Nhung càng được nhận xét là xinh đẹp, cuốn hút và sẽ là hoa hậu tương lai. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hồng Nhung đã đăng tải hình ảnh mới và khiến dân tình sốc với video cực bén. Trong ảnh, nữ diễn viên 15 tuổi khoe dáng người chuẩn chỉnh, đôi chân dài thẳng tắp. Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ của cô cũng nhận được vô số lời khen ngợi. Có ý kiến cho rằng Hồng Nhung nếu đi thi chắc sẽ là hoa hậu tương lai. Hồng Nhung từng tham gia nhiều dự án phim từ khi còn nhỏ và gây ấn tượng với diễn xuất tốt. Ngoài vai con gái Hồng Diễm ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái, cô bé còn tham gia các dự án truyền hình khác như Cả Một Đời Ân Oán, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Về Nhà Đi Con, Thương Ngày Nắng Về, Biệt Dược Đen, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Với khả năng diễn xuất tốt cùng ngoại hình xinh đẹp, Hồng Nhung được kỳ vọng sẽ đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Khán giả hiện tại đang vô cùng mong ngóng những vai diễn tiếp theo của con gái Hồng Diễm trên màn ảnh nhỏ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.